Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tức Tâm Tâm Tức Phật Sinh Đức Phật Từ Bi Đau Lai Dương Thế. Sớm tiếp dần hương linh của ngoại con được trở về nơi cõi Phật. Ngoại ơi, đứng trước linh cửu cháu thành tâm khấn nguyện. Ba nén hương lòng sinh ngoài hải chứng minh. Kể từ đây bà cháu bình cách xa mày mày. Ngoài đi lần này là không bao giờ trở lại. Ngoại ơi, trước linh cửu của ngoại cháu xin kính dâng lên. Ba nén trầm hương với tất cả chân thành. Hồn ngoại có hiện linh lòng. Từ ngày ngoài nhắm mắt xuôi tay, ngoài nào có trò có hay. Trong suốt mấy đêm dài, gia đình mình lễ đổ tràn mi. Nhớ lắm ngoại ơi lời dạy bảo, hôm nào trong mấy gia đình chị Nga em nâng, anh em trên dưới cùng hòa. Lời dạy năm nào con khắc ghi, nay ngoại ra đi về miền đồng hai nước ngược. Ngoại ra đi về thế giới vô hình, ngoại ơi, trên cõi đời này làm sao con có thể tìm được người ngoại hiền kính mến. Vì âm cảnh dương gian cách chia bờ bên, ngoại đã ngủ yên một giấc ngủ muôn đời. Ngoại ơi, gia đình mình giờ đây đông đủ lắm. Có cô bác cậu gì có lỗi sớm bà con. Nhưng đâu rồi hình bóng ngoại thân thương, con tìm mãi tìm hoài sao không thấy. Chỉ thấy quan tài nghi ngút khói trầm hương. Ngoại đã bỏ gia đình đi về miền âm canh. Ngoại ơi, ngoại đã nuôi con cho tới ngày khôn lớn. Chờ hiểu con chưa kịp đáp đền, ngoại đã bỏ con đi. Con biết làm sao giữ ngoại hiền sống lại về. Chuyện tứ sinh định số đã an bài. Ngoại đang dừng chân trên đoạn đường dài, hết nhớ hết thương hết chờ hết đời. Tình bà cháu mình ngăn cách kể từ đây. Con nghe như đất trời đổ sập cuồng mây, khi hay tin ngoài đã xuôi tay nhắm mắt. Rồi mai đây
lòng đất lành ngoài nơi nào bỏ cháu lìa con. Bà ngoại ơi, giờ này ngoại đang ở nơi đâu? Cháu con đã về đây với ngoại đông đủ mặt. Bà con lối xóm họ hàng còn về đây với ngoại một lần sau thôi. Ngoại ơi, rồi đây nhận bội hoàng hôn khi chiều dần buông xuống. Ngôi nhà này đã vắng đi hình ảnh người ngoại thân yêu. Trước đây mỗi lần ngoại đi đâu về muộn thì ở nhà cháu đợi con mong. Nhân chuyến đi này là chuyến đi sao vui, ngoại có gì nữa đâu để cháu đợi con chờ. Đò âm cảnh đang ngăn đường cạn lối, chia cách tình bà cháu kể từ nay. Chắp tay con nguyện Phật trời cầu cho ngoại được sống.